Kéo đã lắm, ông xài cần cứng quá chứ cần ULL kéo đã lắm. Qua lấy cái ULL qua kia đánh cá cháp, nếu có là nó ở, nếu mà không có đánh thì không có người câu thì nó ở, mà có người câu thì nó hết trơn rồi ở gì, nó hết chứ không phải đi, ta câu hết trơn rồi lấy gì mà ở. Nè cầm cần qua đánh trước đi, tôi qua không dèo con thiệt. Quay chậm thôi, ra sát đáy quay chậm thôi. Rồi quánh đi, hai anh em tập trung đánh chung đường có sao đâu. Có chứ. Có à. Nó dí vô trong đây á. Thường thường nằm ở cuối không chứ. Tí nữa nước vô nó nằm cuối không. Hình. Không đánh cuối ha. Trời ơi, chút xíu siêu rồi mơ. Con này chắc thả rồi đó. Gì vướng hả?
Nhỏ nhỏ như là mé mé hai đường nước nè. Dây tôi tưa quá nè, không biết làm gì mà tưa dữ. Đủ cá lớn ông ơi, cá lớn. Cho xin cái vợt. Chém rồi. Chém lá thôi, kệ mẹ nó đi. Bắt đầu chém ra nha, coi chừng Hugo nha. Hugo là mệt á. Chém này giờ làm sao ta? Sao bỏ trống luôn. Hả? Bỏ trống luôn. Về chiên xào nấu nướng hả? Quá. Lạ quá. Chém đi thả được tại vì nó không có ý bầy. Nó không có động bầy. Mỏ chè quá. Chém đi rồi trời. Cháp nó ăn biết liền. Bịt bịt bịt. Bịt con này nhưng mà nhỏ là bự á. Nó chạy qua kia luôn trời. Quay đường dẹo nhá. Ừ. Sao để cái vợt xa vậy cha? Ô, con này. Á à, bự chứ bộ. Con này. Giữ dây, cầm dây đừng cầm máy. Bịt máy vô. Đừng vô, đang quánh à, đừng vô ạ. À. Thấy nè mình đồ đi ở trong đây thấy nghi nghi không? Được không? Có không? Có. Bên này nó ăn sát bờ không à? Từ hiếu, xả rắc ra nữa. Rắc bị cứng rồi. Rắc này cứng đúng không? Ừ. Cho nó chạy tẹt cho đã. Á, không có chỗ để luôn rồi. Nhiều quá. Đổi ông về, bào hết đi. Bào sạch.
vô dòng nước lớn. Chưa không?